Em Chùa với lại em Quỳnh nói rằng là trước mà bố mà bị bệnh là đi vay thêm tiền ở bên ngoài à? Vâng. Vay 20 triệu nhưng mà giả được 4 triệu, đúng rồi đúng không? Còn chưa giả anh ạ. Chưa giả? Vâng. Thế Hay sợ? em nó không biết đâu anh. Như mình có chia sẻ rằng là nếu mà về nhà là không có thức ăn để mà ăn ấy, là ăn cơm không thôi, ăn cơm chan với nước lá thôi. Đây, một bữa cơm là chị ăn với lại quả này là quả su su, là đi nhà bà ngoại của em trai lấy về thôi à. Nhưng bữa cơm ăn vội ăn vàng thì buổi chiều em lại tiếp tục là đi làm cái công việc mà để mà kiếm được ra tiền. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. À thưa các bác, cháu Lực đang lên dưới nhà em xử thì bắt gặp em Min là một mình em ấy đang san bờ ruộng dưới đây của bác này. Không biết là em ấy làm ruộng ở nhà mình hay là đi làm thuê nữa. Trong cái thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng đi chia sẻ thêm hoàn cảnh của em Min. Nói là thưa các bác, hoàn cảnh của em mình thì có thể là một số cô bác anh chị xem sau thì không biết về hoàn cảnh của mình ấy, thì cho phép cháu được xin được phép tóm tắt lại qua một chút cô bác nhá. Nhà mình thì có hiện tại thì đang có ba anh em là ở cùng với mẹ cô bác ạ. Trong thời gian vừa rồi thì khi mà bố lâm bệnh nặng ấy là qua đời rồi thì ba anh em lại phải dừng việc học lại. Mình thì đang học đến lớp 11 là em ấy đã dừng việc học rồi. Còn có một người em trai thứ hai là học đến lớp 5 thôi là đã phải bỏ học lại ở nhà là phụ giúp bố mẹ là làm việc rồi. Còn có một người em út nữa là năm nay được 15 tuổi của bác ạ, cũng học hết lớp 9 rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì bố không còn thì không có đi học tiếp tục, là không có đi tiếp được cấp 3 để mà học nữa. Đi xuống đây xem là em mình đi làm của nhà mình hay là đi làm mà thuê nữa. Anh em chào mình nhé. Mình ra đây lâu chưa? Lâu rồi anh ạ. Đi ra lâu rồi à? Vâng. Rồi. Anh cho mình đeo một cái nào. Mình nghỉ tay gửi một lời chào tới các ông các bà nhé, mình nhé. Vâng. Chào, con chào các ông, các bà, các cô, các chú ạ. Rồi. Tức là mình hôm nay là đi làm của nhà mình hay là đi làm cho người ta đấy? Đi làm người ta anh ạ. Làm cho người ta à? Vâng. Ồ, thế là một mình cũng làm, một mình tự làm à? Vâng. Thế này thì người ta giả theo ngày hay là người ta khoán cho? Người ta giả theo ngày anh ạ. Giả theo ngày à? Vâng. Thế các em đâu rồi? Sao các em không đi làm cùng? Các em đi làm nơi khác lại anh ạ. Làm việc khác à? Vâng. Các em đi làm việc khác hay làm việc ở nhà mình hay là cũng đi... Các em đi làm việc ở nhà mình. Làm việc ở nhà mình à? Vâng. Thế còn là em út này thì đi vẫn đi chăn trâu thuê à? Vâng. À. Em út là em chùa của bác ạ. Em chùa thì ở nhà thì là đi chăn trâu là nhiều. Thế là làm như này thì cơm thì người ta có nuôi không hay là mình tự ăn ở nhà mình? Không anh ạ, tự ăn anh ạ. Tự ăn à? Vâng. Thế là buổi sáng nay là làm được mấy thửa, thấy thửa này à? À cũng thấy là 1 này, 2 này, 3, 4, 4 năm thửa đấy nhỉ. Tôi làm được 4 năm thửa rồi. Bây giờ thì ở trên trong làng đấy các bác có rất là nhiều việc người ta thuê làm. Thứ nhất là người ta thuê cày này, thuê cuốc lại cái bờ ruộng như thế này nữa. Ruộng nhà em là có ở tận đâu? Có nhà và trên kia không anh? Trên kia có một tí à? Vâng. À là hôm nay em Quỳnh đã đi làm rồi à? Vâng. À. Hôm nọ thì cháu Đức cũng có tâm sự với lại em Quỳnh ấy các bác. Thì em Quỳnh cũng có chia sẻ với cháu Đức rằng là
Ở hiện tại thì sau khi mà bán trâu để mà chạy chữa bệnh cho bố đấy, nhưng mà vẫn không có khỏi, và có vay thêm là hàng xóm là thêm là 20 triệu nữa, là giả được là 16 triệu rồi. Hôm nào thì anh đi vào nhà nhà mình ấy, mình không ở nhà thì hai em Chùa với lại em Quỳnh nói rằng là trước mà bố mà bị bệnh là đi vay thêm tiền ở bên ngoài à, Vâng. vay 20 triệu nhưng mà giả được 4 triệu, đúng rồi đúng không? Còn chưa giả anh ạ. Chưa giả. Vâng. Thế Hay sao? em nó không. À. Cái công việc này là mỗi năm là em làm hay là mọi năm là em đều làm? Có mấy năm thì em làm, mấy năm thì em không làm anh ạ. À, có năm thì là mình đi làm, có năm thì là không không đi làm đúng không? Vâng. Nhưng mình đã từng bao giờ đi làm công việc xa chưa? Chưa anh ạ. Chưa à? Tức là chỉ làm ở quanh quanh làng xong là đem những cái củi đi bán thôi đúng không? Vâng. À. Như thế là một mình ra là một mình khác làm hết à? Vâng. Thế nhưng cái chỗ chân mà em đang đứng lên thì có phải làm không? Có anh ạ. Có à? Nếu mà đi cày như này thì là người ta giả công là cao hơn chứ? Cày người ta giả cao hơn anh ạ. Thế mùa này đi cuốc cái bờ ruộng này thì cũng sợ gặp con ong nhỏ cái lắm ấy nhỉ. Vâng. Cái con ong nhỏ cái thì có nhiều lắm mùa này ấy. Là những cái thửa ở dưới kia là em cũng làm hết à? Không, cái thửa không phải của em anh. Không phải của em làm à? Vâng. Ở dưới kia thì cháu được nhìn thấy là của nhà em Sử có bác ạ. Nhà em Sử thì đó, hầu như là chuẩn bị trồng lúa được rồi, thấy em mới đắp bờ ruộng mới rồi. Nhà Sử thì có mấy cày cho nên là làm rất là nhanh. Ở trên này thì thấy là người ta vẫn còn đang vẫn còn chưa làm xong đâu. Với nhà em Sử thì đã làm xong hết rồi. Cái ruộng này thì có phải là em cày không? Có anh ạ. Ruộng này là vẫn phải em cày hết à? Vâng. À. Hôm nay mẹ của mình thì đi đâu làm việc gì mình có biết không? Đi lúc em ra đây làm thì nó vẫn đang ở nhà, em không biết được anh. À, là lúc mẹ vẫn ở nhà. Vâng. À. Tức là em dâu với lại em trai thì lên trên kia cày à? Cày cũng là cày ở nhà đấy chứ? Vâng. À. Mình là theo như mình nói với cháu chia sẻ với cháu Lục cô bác ạ, rằng là em mình thì là sẽ đi ra ngoài là làm thuê là nhiều hơn. Lúc nào mà ở ngoài mà không có công việc thì là làm ấy thì em mới ở nhà để mà làm những công việc ở nhà thôi. Cái này người ta lấy người nếu mà người ta thuê nhiều người không hay là người ta chỉ thuê cho một người làm thôi? Người ta thuê xem có người làm, người nào làm thì làm, mình không làm thì thôi anh ạ. À. Kiểu người ta có tiền người ta không làm anh ạ. À. Người 100.000 đối với lại người khác thì nó là một cái số tiền rất là ít ỏi, nhưng mà đối với các em thì đó là cả một cái ngày công. Đã từng như mình thì đã từng đi làm đâu mà bị người ta quỵt tiền bao giờ chưa? Chưa anh ạ, em chưa đi làm xa thì em chưa bị anh ạ. Chưa đi làm xa thì chưa bị đúng không? Ở trong làng thì người ta là cũng rất là sòng phẳng, nên làm được như nào thì người ta giả bao nhiêu đúng không? Nếu mà đi ra làm xa, đi xuống cái xuôi gặp ấy cô bác, có thể là gặp một số anh người ta nhận là
người ta nhận đấy, người ta sẽ khôn lỏi hơn, thấy các em là hiền và dễ bắt nạt từ trên vùng cao xuống ấy, cho nên là đôi lúc là làm hàng tháng rồi là chỉ có giảm một nửa thôi. Người ta cũng không có gọi là quỵt hết nhưng mà người ta cũng sẽ gọi là giảm một nửa. Tức là ở dưới này là một tí là phải làm lại thêm một lần nữa à? Vâng. Thường thường em đi làm như này thì tầm mấy giờ thì lại về nhà ăn cơm? 6 giờ đi làm đến 11 giờ. Xong 11 giờ. Xong 1 giờ lại làm đến 5 giờ anh ạ. 5 giờ à? Thế là lúc buổi sáng đi làm thì có ăn gì đi làm không? Có anh ạ. Buổi sáng có. Buổi sáng như mình đi làm thì thường là ăn những cái gì đi làm? Có thể chia sẻ cho anh nghe một chút được không? Em đi ăn cơm với rau đây anh ạ. Cơm với rau à? Thế là cơm này là buổi sáng dậy ra mới nấu hay là từ hôm trước? Dậy ra mới nấu anh ạ. Là dậy ra là cả nhà nấu cơm ăn cơm. Xong thì mới công việc là người nào người đấy là bắt đầu đi làm rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà đến buổi trưa như này thì đến lúc mà em đi làm đấy thì là có ai ở nhà nấu cơm đợi em không? Không anh ạ, có sáng này nấu đủ anh ạ. À thế là nấu một ngày là sẽ đủ là cho cả, nấu một lần là sẽ đủ cho cả ngày ăn à? Vâng. Đi làm những công việc này thì phải đòi hỏi cũng sức khỏe cô bác thì mới có thể là làm được. Hầu như là em mình đi làm thì sẽ là người mà lo cho gia đình là nhiều nhất, dùng vào những số tiền đấy để mà đi trả tiền điện này, đi trả tiền mua thức ăn thực phẩm này. Thì mua thức ăn thực phẩm này thì chỉ có mua là mắm muối mì chính thôi, còn là như thịt này kia thì các em không có dám mua đâu cô bác ạ. Một cân thịt thì người ta bán độ là 130 đến độ 150 rồi, mà một ngày em đi làm thì chỉ có được là 100.000 thôi. Có thể là những ngày mà em đi làm công việc vất vả hơn thì sẽ được nhiều tiền hơn, cũng gọi là đánh đổi hết cả cô bác ạ. Như em chùa em mới đi chăn trâu này thì theo em mới kể bảo rằng là đi đến tối thì mới về, là buổi sáng là gói cơm đi theo luôn à? Vâng. À. Thời tiết thì bắt đầu là đến cái giờ trưa mà giờ nắng rồi các bác ạ. Mình thì không có mũ, không có áo ra tay gì à? Vâng. Nếu mà cho phép cháu được xin được phép mạo muội là nói cái điều này một chút cô bác nhé. Nếu mà ở dưới nhà các bác mà có những cái bộ quần áo mà dài tay ấy, có những quần dài ấy, thì cho cháu được cả mũ nữa, cho cháu được xin để mà đưa cho gia đình của em Min. Thời gian vừa rồi cháu được đi chia sẻ đấy cô bác ạ, thì mấy anh em ai cũng chỉ có là 1-2 bộ quần áo thôi. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Em mình thì cho anh hỏi trước là học đến kỳ 1 hay là kỳ 2 là em đã bỏ học rồi? Kỳ 1 anh ạ. Học kỳ 1 à? Vâng. Học kỳ 1 là bỏ học à? Vâng, học gần xong kỳ 1. À. Thế cái đợt đấy là bố ốm nặng quá thì em mới nghỉ học à? Vâng. Cái đợt bố đưa xuống những Hà Giang để ở thì là mẹ là người xuống cùng hay là em là người xuống cùng ở với bố? Em anh ạ. Em à? Vâng. Mẹ thì không biết nói tiếng phổ thông nhỉ? Vâng. Cho nên là đi xuống dưới thì khi nào mà bác sĩ bảo cho cái gì thì cũng rất là khó. Mình là hơn tuổi Sử nhỉ? Vâng. Mình thì hơn tuổi Sử đấy cô bác, nhưng mà dáng người là nhỏ hơn em Sử. Nhưng mà nếu mà trong thời gian qua không được các bác giúp đỡ em Sử thì phải nói là em không có một cái thân hình như thế đâu cô bác ạ. Lúc nào cũng trong tình trạng là gầy gò và đen đen thôi. Từ đây sang nhà em thì cũng đi bộ chắc là rơi vào tầm độ 30 phút đấy nhờ, thế này ấy.
Vâng, chắc là tầng ở nhà của mình thì là ở trên cái gì các bác, cháu được zoom lên đấy, có một cái mái nhỏ nhỏ trên đấy. Những cái lán trên này thì là nhà ở, những cái nhà như này thì là cái lán này là cái nhà nhà mình. Cái đây anh. Đúng rồi. Cái lán rồi anh. Cái lán thôi à? Vâng. Ờ. Đấy là người ta thả trâu đúng không? Vâng. Đi làm như này thì em không có đeo ủng à? Đấy là đi chân trần đi thôi này. Ủng ở nhà thì em có không? Có nhưng mà rất hết anh ạ. Hỏng hết rồi à? Vâng. Mua một đôi ủng thì cũng bằng là mối gầy công đấy nhỉ, gần bằng đấy nhỉ. Vâng. Mua một đôi ủng, đôi xịn xịn nữa là cũng gần là 70.000, 80.000 rồi. Thành ra là các em làm, em mình làm được tiền ấy là không có nớ để mà mua được cho bản thân những cái đồ mà bảo hộ lao động như thế cả. Một cậu bé năm nay mới có 19 tuổi thôi, nhưng mà em ấy đã phải là đi ra ngoài để mà làm trụ cột cho gia đình rồi. Như mình thì em còn nhớ là cái ngày đầu tiên nhất mà mình đi ra ngoài làm thuê thì rơi vào năm bao nhiêu tuổi em có biết không? Không biết rồi anh ạ. Không biết à? Vâng. Nhưng mà em có từ nhỏ không? Từ bằng tuổi của em chùa hay là còn nhỏ tuổi hơn nữa? Bằng thưa anh ạ. Bằng tuổi của em chùa à? Vâng. Thế là đấy là công việc của em là cũng chỉ là đi ra ngoài làm mà làm cuốc những cái ruộng như này thôi à? Vâng. Nhưng ngoài những cái vụ mùa người ta thuê thì ba anh em là rủ nhau là lên rừng lấy củi để mà đem đi bán à? Vâng. Thì thưa các bác, cũng có một số các bác có một số ý kiến nói rằng là em Quỳnh là lấy vợ là rất là sớm đấy các bác, nhưng mà cũng rất là mong các bác hiểu một chút các bác nhé. Cháu được xin phép là nói qua một chút rằng là có thể là từ khế ước của gọi như là một, cháu được nói khế ước để cho nó ấy thôi các bác, gọi là một cái lời hứa của ông của bố của mình với lại thí dụ như là bố mẹ của vợ của em Quỳnh đi cô bác, là cho hai đứa nó khi mà lớn lên là lấy nhau đấy. Đấy, nhưng mà do là cái lúc mà bố là bị bệnh là bố cũng có một cái tâm nguyện cuối cùng ấy là muốn nhìn thấy là đứa con dâu về ở nhà của mình, thì em Quỳnh thì mới lấy vợ. Chứ em Quỳnh thì nếu mà để mà giờ này để em ấy tự để mà đi lấy vợ thì chắc là cũng chưa để là lấy vợ được. Cái cách nói chuyện của em thì rất là ít nói cô bác ạ. Như em Quỳnh đi lấy vợ như này thì trước là bố là mất là tầm bao nhiêu tiền sinh lễ rồi? Tầm 30 triệu. Tầm 30 triệu à? Vâng. 30 triệu đấy là lật bố con đúng không? Vâng. Vậy anh thấy là Quỳnh có chia sẻ với anh rằng là được bố mẹ vợ là cho một cái xe à? Vâng. Đây là cũng gọi là gọi là như là tiền mua xe thôi nhỉ? Vâng. Cái nhà vợ của em Quỳnh thì có ở xa không hả mình? Không anh ạ, ở Tu Tà thôi anh. Tu Tà thôi à? Ừ. À, thế là ra ở khu bên này à? Không, trên Nam Cút đây. À, trên Nam Cút kìa. À, tích trên của chỗ khu trên kia của bác này. Và cũng chia sẻ với cô bác một chút là khu chỗ tay gió lực đang chỉ các bác có những cái đám mây phù phù ấy, là cái nhà mà của hai anh em Sình với lại em La cô bác. Hai anh em mồ côi Sình với La đấy các bác ạ. Có ở gần điểm trường trên kia không? Có anh ạ. À. Gần đấy. Ừ. Hôm nay là hai vợ chồng của em Quỳnh là đi làm ruộng ở nhà mình. Còn là em thì là ai thuê làm thì em sẽ là người đi làm thì không làm việc ở nhà mình mà đúng không? Vâng. Sau khi bố của các em không còn nữa các bác thì mẹ thì chắc là cũng có tuổi rồi, thành ra là không có đi bước nữa. Nhưng mà cũng phải nói là một người phụ nữ ở trên vùng cao như mẹ của các em không đi thêm bước nữa là rất là ngạc nhiên đấy cô bác ạ. Hầu như là ở trên chỗ bản của các em này cô bác, chồng vừa mất độ tầm là được 2-3 tháng thì đã đi lấy thêm là người mới rồi.
Buổi sáng mà ăn được tầm 3 bát cơm là đi làm chắc là đến trưa trưa thì chắc là cũng hết rồi đấy nhỉ? Vâng. Thế là nhà này thì cũng sắp ra làm mà xong hết rồi nhỉ? Vâng. Còn là mới một thửa ở đây thôi. Vâng. Những cái đồ mà em đi làm như này thì là lấy của nhà người ta luôn hay là lấy từ nhà mình đi? Ở nhà người ta anh ạ. Của nhà, lấy của nhà người ta đi à? Vâng. À, thế là mình chỉ việc là đi làm thôi đúng không? Vâng. Cái mùa vụ này thì làm là có vẻ là vất hơn nhỉ? Vâng. Thế là còn phải là đắp bờ mới nhất mọi thứ này. Thế cái này người ta thuê em cày thì chắc là mấy nữa người ta lại tiếp tục là thuê em bừa đấy chứ nhỉ? Vâng. Nhưng bây giờ thì ở trong làng các bác ạ, trong bản ấy thì thấy là người ta cũng những cái đồng ruộng ấy để mà người ta cũng cày hết rồi, thành ra là không có cỏ. Hay có thể là em chùa là em mới lên tiên chip tiền từ chỗ rừng già già hay là để chăn trâu đó cô bác, đi rất là xa. Em chùa thì chăn trâu là đi đến tận là tối mới về luôn. Nói là ba anh em ở trong nhà là mỗi người là phân công nhau là một việc. Mẹ thì chắc là ở nhà là đi lấy củi là nhiều hơn nhỉ? Vâng. Mẹ thường thường là chú mẹ đi lấy củi là đi tận vào chỗ nào? Đi ở ba anh em đi lấy củi để đi bán đấy. Thích trên kia anh ạ. Thích trên rừng già trên kia? Vâng. À, trên rừng đấy là rừng chung hay là rừng của nhà em? Rừng chung nữa anh ạ. À, là rừng chung là mình đi được phép đi lấy những cái cây khô này đúng không? Cuộc đời người thì phải nói là một công việc mà đòi hỏi về cái sức cưa tay này các bạn, à cái sức của cái bắp tay đấy, kiểu tay ấy, rất là nhiều. Như ruộng của nhà của ba anh em là một năm là sẽ thu hoạch được tầm bao nhiêu bao thóc? Tầm hơn 30 để chỉ cho cần hơn 30 anh ạ. Hơn 50 bao à? Cần 30 chắc. Chắc tầm 30 đấy. Ừ. Nhưng mà 30 bao như này thì một năm thì có liệu là nhà mình thì có đủ ăn không, đông người đấy? Không anh ạ. Không à? Vâng. Tính dân khẩu của nhà mình là bây giờ là có là 4 người đúng không? À 5 người chứ nhỉ? Vâng. Cả em vợ nữa. Cả thím nữa. Đây gần độ là một tiếng đồng hồ thì em mới san xong cái phần là bên trên của bác này. Bây giờ lại tiếp tục là đổi thêm cái cuốc là để mà làm ở phần bên dưới nữa. Đây có mỗi một cái cuốc thôi, thành ra là cháu Lực không có thể hộ được em mình à. Những cái chỗ nào mà không làm được là mình phải nhổ bằng tay à? Vâng. Nhưng mà như hai người làm thì có vẻ là một người vừa làm cái phần bên trên, một người làm phần bên dưới thì nhanh hơn nhỉ? Vâng. Nhưng mà về cái ít ấy của bác, thành ra là người ta cũng không có thuê nhiều. Em nhìn thấy là có máy thửa ruộng thôi, cho nên là một mình em mình làm thì mới đủ ngày và mới đủ công được.
Mình thì cùng với lại em Chùa, với lại em Quỳnh, với lại mẹ thì đã bao giờ mà 4-5 người mà cùng đi làm một lần nào chưa? Chưa anh ạ. Chưa à? Vâng, đi làm thì lại có một người nhà. Thế là có mẹ là gọi là nhà là thường xuyên là lấy củi, còn ba anh em là bây giờ lớn rồi, ba anh em sẽ đi làm nhiều hơn đúng không? À. Có vẻ như là trước các em có người thì đi học, có người thì là gọi là đi làm việc khác hết cô bác ạ, thành ra là bố mẹ là ở nhà là sẽ đi làm là nhiều hơn. Thế nhà mình là đợt mà bố bị bệnh xong là bán hết trâu đi, là bây giờ là chỉ còn một con thôi à? Vâng. Đợt đấy là trâu có giá không được đấy? Đấy cũng không có anh ạ. Đấy là không có giá rồi à? Vâng. Bán hết cái tài sản để mà chạy chiếu cho bố đấy cô bác. Đấy, nhưng mà xong là bố cũng không có thể nào mà con khỏi được. Nếu mà bây giờ mà nếu mà ông nào mà không đi vay thì bán con trâu hết thì ở nhà là không còn trâu nữa rồi nhờ. Vâng. Ông trâu bé thì bây giờ nếu mà bán được tầm độ 20 triệu để mà giảm nợ không? Chưa anh ạ, chắc là tầm 10 triệu hơn 23 triệu con đấy. À, tầm 12-13 triệu thôi nhỉ. Vâng. Cuộc sống hàng ngày của em mình là trong cái thời gian này là cứ gọi là diễn ra lặp đi lặp lại như là một cái cỗ máy đã định hình cho là phải sáng dậy ra là phải đi làm mà thuê rồi cứ lặp đi lặp lại đó cô bác. Có những ngày thì em ấy đi cày, có những ngày thì em ấy đi bừa, còn là có những ngày thì em ấy lại là đi cuốc bờ ruộng như này. Thế như mình thì có nhà người ta đã từng thuê mình để cầm máy cày để mà đi làm chưa, hay là chỉ dùng nguyên trâu thôi? Chỉ dùng nguyên trâu thôi anh ạ. Chỉ dùng nguyên trâu để cày thôi à? Vâng. Cho là nếu mà có máy cày thì là cũng nhà người ta cũng tự làm rồi nhỉ? Vâng. Tại vì máy cày nó làm nhanh như các bác, còn dùng trâu thì nó chậm hơn. Như em mình là nếu mà bây giờ mà em được đi học lại thì em có còn đi học được không? Không, chắc là bây giờ thì không có ở nhà thì chắc là không được anh ạ. Bây giờ nhà là không được à? Không có ai nhà làm. À. Nhưng mà có em Quỳnh. Em Quỳnh thì nó có vợ thì nó có lúc thì nó làm, có lúc thì nó không làm, nhưng mà nó chỉ làm trong nhà, không có ai đi kiếm kiếm tiền về mua muối, mua gạo ăn anh ạ. À, thế là những cái công việc mà gọi là đi ra ngoài làm này thì em cũng chỉ gọi là mua mắm muối mì chính là để trong nhà để mình dùng thôi à? Vâng. Ở đây thì trong thời gian này thì là còn có người ta thuê ấy nhỉ, chứ không phải là đâu, không phải là ngày nào người ta cũng có việc để cho mình làm mà đúng không? Và có người ta có thì người ta cũng thấy có lúc thiếu cũng có làm. Ừ.
Một tháng này thì 30 ngày thì làm gì mà đi làm đủ hết được 30 ngày đúng không? Vâng. Có những ngày là mình còn bị ốm và mình không có đi làm được. Những lúc mà bị ốm thế này thì có đi vào trong trạm không hay là tự đi mua thuốc để mà uống? Có anh ạ, có lúc thì uống vào trong trạm. Vào trong trạm để là mình xin thuốc đúng không? Vâng. Nhìn là mình 19 tuổi mà nhìn trông như kiểu là tầm độ là 15 tuổi giống như em chùa thôi. Em chùa thì có vẻ như là em ấy còn lớn hơn em Mìn đấy. Em Mìn thì là sức khỏe là gầy gò hơn. Mà chùa thì ở nhà là cũng đi chăn trâu thuê cô bác. Trong hàng xóm này mà ai mà gửi trâu đi chăn thì như là một con là một ngày là được 20.000. Thế là những cái thửa này là sáng nay có phải là em làm không? Không anh ạ. Không à? Vâng. Thế chắc là chủ nhà này ta làm nhỉ? Vâng. Một cái thửa ruộng này thì làm cũng mất gọi là đâu đó là được mà gần tiếng đấy cô bác ạ, cũng sắp được một tiếng rồi đấy. Ông rất là muốn hộ em Amin đấy nhưng mà có mỗi người cuốc thôi, thành ra là không có thể mà làm được. Ở đây thì phải đòi hỏi là hai cuốc thì mới làm được. Có thể là cháu được xé dừng ghi hình lại và hộ em Mìn làm một chút để cho em Mìn về nhà ăn cơm sớm hơn. Nhưng Mìn thì đã đói chưa? Gần đói anh ạ. Gần đói rồi à? Vâng. Chắc là cũng khá là đói rồi nhà giờ ấy. Nói là gần đói thôi đấy, nhưng mà nghĩ rằng là chắc là em cũng khá là đói rồi. Nhìn thấy em cũng yếu lả hơn rồi. Em thưa các bác, em Mìn thì là người anh cả trong gia đình, cho nên là em sẽ phải em là gọi là như là đảm nhiệm là cái vai trò là quan trọng nhất. Cũng vẫn có mẹ đấy, nhưng mà mẹ thì bây giờ cũng tuổi khá là cao rồi. Nhưng mà khi mà cháu được đi vào nhà đấy cô bác không nhìn thấy là mẹ của mình đấy năm nay đã được gần 60 mấy tuổi rồi đấy, nhưng mà thấy là răng này kia là cũng rụng hết rồi, chỉ còn là gọi là vài cái răng cửa thôi. Có thể là trước các em là còn là nhỏ đấy, bố mẹ là lao động vất vả quá cho nên là già trước tuổi, cộng thêm là ở nhà cũng chẳng có gì để mà ăn nữa. Thịt thà ở kia thì cũng lâu lâu mới ăn có một lần, nhưng bữa cơm quanh năm là chỉ có rau với lại rau cả thôi. Mỗi mùa thì sẽ có một loại rau, thí dụ như bây giờ nhà các em thì sẽ là lúc nào cũng chỉ ăn về nguyên đỗ, còn là đến mùa mà trồng củ cải sẽ ăn nguyên củ cải, về trồng rau mèo, trồng về rau cải mèo thì sẽ ăn nguyên rau cải mèo thôi. Thế nhưng nhà mình thì đã từng nếu mà không ai đến mùa mà không đi làm thuê đấy thì gia đình mà hết mắm muối mì chính thì đã từng gọi là không ăn mắm muối mì chính trong thời gian dài không? Có, nhưng mà có lúc thì đi nợ xong đi làm thuê trả anh ạ. Lúc thì là đi nợ xong mới giả sau à? Vâng. Ở nhà thì đã thức ăn thì đã gọi là có rất là khó ăn rồi cô bác, mà trong khi đó lúc nào có lúc mà hết mắm muối mì chính không đi mua kịp hay là không có tiền là còn phải ăn không thôi.
bố mẹ cũng ở nhà làm mà vất vả để mà lo nghĩ cho tương lai của các em về sau. Nhưng mà phải nói là số phận rất là trớ trêu cô bác ạ. Gia đình đã nghèo rồi, lại vì cái căn bệnh của bố lại nghèo thêm, phải bán trâu, bán tài sản gia đình nhưng mà chạy chữa, phải đi ra ngoài vay thêm tiền để mà đi chạy chữa, nhưng mà vẫn không khỏi có thể là chạy chữa tiền của căn bệnh của bố các em là mất một cái khoản kinh phí là cũng phải đến tầm 100 triệu rồi. Khi mà gia đình đã khó khăn rồi, lâm phải cái căn bệnh hiểm nghèo nữa. Nhà còn là tài sản thì còn là bán được tài sản đi. Nếu mà nhà không có tài sản đấy thì là chỉ bằng cách là đi vay, đi mượn. Vay mỗi người một ít, tích góp lại thì cũng là một cái số tiền nợ khổng lồ. Thấy các em thì thấy kể rằng là ở nhà, nhưng mình thì cũng kể cho được rằng là ở nhà đấy cô bác là cũng có một là cũng có ruộng, hầu như là bà con ở trên vùng cao thì để mà nói ruộng nương đấy thì nhà nào cũng có cô bác, có ít hay là có nhiều thôi. Sau này mà nếu mà các em mà lớn lên rồi thì lại chia nhau thì chắc là mỗi người độ tầm được là 10 bao gạo thôi. Đây thưa các bác, sau một cái thời gian làm vất vả thì em mình thì cũng đã xong buổi phần sáng hôm nay rồi. Thế là chiều nay là em lại tiếp tục là ra này để làm hết à? Vâng. Bây giờ thì là về nhà ăn cơm nữa. Bây giờ thì cho Lực sẽ cùng em mình là về nhà ăn cơm với cô bác ạ. Cũng khá là đói rồi. Mình thì từ sáng tới giờ thì làm được từ trên kia xuống các bác này. Nó là công việc này đòi hỏi cái sức khỏe rất là nhiều, cho nên là đó, làm thì đói cũng rất là nhanh. Này thì bây giờ mang cất đi đâu? Mang về nhà anh ạ. Đây là mang về nhà luôn à? Vâng. Để mang cái cuốt ở đây anh ạ. Mai là không cần phải dùng đến cái kia nữa rồi nhỉ? Vâng. Ở nhà này trồng nhiều cỏ đấy nhỉ? Ở nhà này nhiều xe máy đấy. Đây. Xe máy của anh em có hai xe, xe này có ba xe không phải? Chắc là anh em để nhờ ở đây à? Vâng. Rồi thì anh em mình đi bộ đi về đi chứ. Cùng anh đi xe luôn đi. Nhá. Bây giờ thì cho được sẽ cùng em mình là đi về nhà đó các bác ạ. Vừa rồi thì cùng em mình là về đến nhà rồi các bác. Nhà mình thì có một con chó rất là to đấy. Chó ở nhà sao? Chắc là đi theo mẹ, đi theo em lên rừng ấy nhỉ? Vào nhà đây. Và nhà của mình thì phải nói là cực kỳ là tối các bác ạ. Hầu như là nhà của các em trên nhà của các nhà của gọi là người đồng bào dân tộc Mông ở trên chỗ chốt lực ấy cô bác, rất là tối. Ôi đây là cái nồi gì đây? Nồi đấy, chó. Chó à? Đây có phải cơm đâu? Không. Đây cho mình đeo một cái.
Thế là bây giờ là về nhà mình mới nấu cơm mà. À mới nấu thức ăn đúng Không không có cái ăn thì không nói nhỉ. không? À thế là bây giờ định ăn cơm như nào đây? Xem có rau không, có rau thì ăn cơm, thì ăn cơm không, ăn cơm Ăn cơm không luôn á. mà. Thế là sáng nay là mẹ nấu cơm là từ sáng rồi à? Vâng. Đó. Cái đấy liệu còn ăn được không? Thế buổi sáng nay là của hôm qua rồi. Của sáng nay sao anh? À. Mình đi mua đi đi của đi nhà bà ngoại của em trai ấy. À. Nó cho mọi người. Quả su su đấy á. Vâng. Ờ. Hầu như là ai đi làm về đói thì là ăn cơm trước, cũng không có đợi nhau các bác để mai là tiếp tục, à để một tí chiều là tiếp tục các em là phải đi đi làm rồi. Gạo muốn nọ anh mua cho thì còn một một bao này thôi à? Và một bao để dưới nhà kia anh ạ. À là ở trong nhà bên kia đúng không? Và nhà dưới nhà. À, chỗ em ngủ ở kia à? Và À. Đây, những cái bữa cơm mà rất là đạm bạc cô bác. Cái này là lọ măng à? vâng Cái lọ măng này còn ăn được không? không được anh ạ. À, lâu lâu lắm rồi à? Và À đến cái mùa mà có cái măng trúc như này thì các em hay đi trên rừng rừng để mà lấy về đúng không? được đúng anh ạ. Để mà lấy để mà đem đi bán nữa. Những cái bát hôm đó thì đừng có dùng nữa, dùng bát mới đi nhá. Vâng. Mình đi ăn cơm đi. Anh thì anh ăn từ dưới nhà thôi anh mới lên rồi. Anh cùng em ăn đi anh. Anh ăn dưới nhà anh mới lên rồi mình ăn cơm đi. Thế, cơm này là buổi sáng đây là gia đình mình là ăn cơm sáng, ăn cơm từ sáng rồi, nấu từ sáng rồi. Vâng. Gạo này nó ngọt là gạo anh mua lên đúng không? Vâng. À. Anh của em đây. Rồi ăn ăn đi, ăn cơm đi. Không có dùng bát to này, đấy mua bát to này. Múc cái canh múc bát to này. Cái muôi vừa rồi anh thấy ở trong, ôi, ở nhà là phải đun, phải nấu hai hai nồi à? Vâng. À đây là, chắc là từ sáng lên là ăn nồi này đúng không? Không, ăn nồi này nhưng mà À. nồi này. Em lại đũa gắp ra, vừa rồi anh thấy cái muôi ở trong rồi. À, cái bát nhỏ nhỏ này là của em chùa em ấy đi đi chăn trâu à? Và À là gói cơm theo là như này à? lúc đi xa thì mang cơm theo, lúc đi gần không theo. Thế em đi làm như này thì em có bao giờ gói cơm để mà đi ăn cùng không? Đi làm xa thì cũng có anh ạ. Ồ. Người về nhà thì mới ăn cơm mà lủi thủi một Anh mình thì không cùng á. em bán. Thôi em cứ ăn cơm đi. Anh thì ăn rồi. Những bữa cơm mà rất là đạm bạc. Cả mắm hôm nọ anh mua lên thì hết rồi à? Thế để nếu mà tối nay anh lên thì anh mua cho thêm là 2 cân cá mắm nữa. Nếu mà không ai lên thì anh sẽ gửi sử nó lên, nếu mà anh gặp sử nhé. Như mình có chia sẻ rằng là nếu mà về nhà là không có thức ăn để mà ăn ấy, là ăn cơm không thôi, ăn cơm chan với nước lá thôi. Đây một bữa cơm là chỉ ăn với lại quả này là quả su su là đi nhà bà ngoại của em trai lấy về thôi à. Những bữa cơm ăn vội ăn vàng thì buổi chiều em lại tiếp tục là đi làm cái công việc mà để mà kiếm được ra tiền. Đấy, như cô bác có thể nhìn thấy là ở trong cái nhà này cô bác này có những cái khe thì có vẻ như là nứt rất là lớn các bác. Chỗ này thì có vẻ như là nhiều rất là nhiều đồ đạc này. Thì cái này là cái can nước mà để mà xách nước về nhà. Vâng. Ra phía bên này là chỗ mà để mà nấu cám lợn của bác này. Nấu cám lợn thì là không có nấu ở bên kia là ra phía bên này. Còn buổi tối thì mẹ với lại em trai thì sẽ ngủ một cái chỗ mà không có vẻ như là khá là chật chội của bác ạ. Những cái bức tường thì đã bị là phủ bởi những cái khói khi mà nấu
cám lợn này cũng như là nấu cơm bao hết xung quanh nhà rồi. Thế là cái màn thì cũng bị thủng là một lỗ rất là to. Thủng như này thì muối thì cũng để mà lọt được vào. Mặc dù là dùng một cái tấm để mà che rồi cô bác ạ, đấy nhưng mà ở dưới này thì cũng rất là bụi. Nói là những cái khói đen này khi mà rơi vào mắt ấy, thì cực kỳ là cay mắt luôn cô bác. Hầu như là tất cả mọi việc sinh hoạt thì đều là sinh hoạt ở nhà, mỗi là tắm rửa là ở bên ngoài thôi. Những cái chỗ trâu cho cắt thái cỏ trâu thì cũng ở trong nhà cả. Đi vào nhà thì hầu như là không nhìn thấy một cái đồ vật gì giá trị cả, ngoài những cái máy nghiền ngô ra với lại cái máy thái cỏ thôi. Ra phía bên này là khu mà để mà nấu cơm cũng như là cả gia đình là ngồi ở như chỗ này để mà khi vào mùa đông để mà sưởi ấm nhé các bác. Cái chỗ ngủ của em Quỳnh với lại người vợ của em Quỳnh các bác ạ. Bên này thì cũng phủ một cái tấm ấy nhưng mà thấy là cũng biến thành là một cái màu đen hết rồi. Cái này thì có vẻ như là độ tầm được cũng khá là lâu rồi đấy. Đi làm về rất là mệt nhưng mà cũng chỉ ăn rất là bình thường và rất là giản dị các bác. Như hôm nay nếu mà về là bác gặp cả nhà là ở nhà đấy các bác, là cả nhà cũng chỉ ăn chung là một cái nồi canh su su, nấu một lần là sẽ để cho cả ngày để mà ăn luôn. Vì thời mấy hôm nay thì như kiểu là ai cũng bận hơn các bác ạ, cho nên là không thể nấu được bữa nào ăn bữa đấy cả, cũng ăn vội ăn vàng để mà tiếp tục là cái công việc cuộc sống hàng ngày để mà kiếm được ra những cái đồng tiền về để mà mua mắm muối mì chính, hay là những cái lúc mà ốm đau như này thì còn dùng tiền, có tiền để mà sinh hoạt, tiền là để mua thuốc thang. Ăn cơm mà rất là nhanh của bác ạ, chị đong trong tụ tầm là 4-5 phút là em mìn là em đã ăn cơm xong rồi. Nhà thì nếu mà để vào mùa đông thì cũng ấm áp hơn một chút của bác, nhưng mà đến mùa hè như này thì rất là nóng. Phần phía bên trên này thì cháu được xem là gia đình của mình thì cũng như giống như gia đình của em Sử này kia, cũng có ngô này, ngô thì có vẻ là có khá là nhiều của bác này. Ngôi nhà rất là thấp cho nên là rất là nóng, và phía bên này thì cũng để đồ để đặt mọi cái nữa. Thế mình là tí tầm mấy giờ lại tiếp tục là đi làm? 1 giờ anh ạ.
1 giờ à? Nhưng mà ăn cơm xong thì cũng gần đến là 12 giờ rồi. Hầu như là không có thời gian để mà nghỉ ngơi cho lắm rồi nha. Thế là gia đình mình là ít khi đến buổi sáng thì là ăn cơm là đông đủ nhất thôi à? Đến tầm chiều tối thì ăn cơm là như nào? Tối thì mọi người về hết rồi. À, là cũng vẫn đợi nhau về để ăn à? Còn buổi trưa thì hầu như là ai về sớm thì là ai sẽ đã ăn trước đúng không? Vâng, không. Nếu không có việc thì cũng đợi, nhưng mà có việc thì không đợi. À, có việc như hôm nay là ai cũng ăn vội ăn vàng xong lại tiếp tục là đi làm à? Vâng. Một cái hoàn cảnh là cũng rất là đặc biệt của bác. Các em thì các em thì còn có tình yêu thương của người mẹ. Hiện tại thì đến giờ, thời điểm bây giờ thì bố thì đã không còn nữa. Nhưng mà các em thì cũng đều ai đấy đều cũng khá là lớn và cũng để mà độ tuổi để mà chứng trạc rồi. Thành ra là khi mà nhìn vào các em sẽ không có tuổi thân cho lắm. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thế nhưng mà cũng dùng gọi là hết sức chạy chứa hết cách rồi. Thế nhưng mà bố cũng không còn. Bố và khi mà bố mất ấy, để mà vay tiền, khi mà bố lâm bệnh ấy, là còn nợ thêm là ở ngoài là hơn 20 triệu đồng à. Là người ta có lấy lái không cái khoản đấy ấy? Đấy, không anh ạ. Không lấy lái à? Trong làm thì không. À, nếu mà như các em mà cứ đi làm độ ngày 100 như này thì đậm tầm bao nhiêu lâu thì mới đủ trả tiền nợ? Không biết được anh ạ. Không biết được à? Ừ. Thế chắc là phải đợi lúc nào mà cháu lớn thì chắc là mới đủ tiền để mà trả đấy nhờ. Vâng. Ngày như làm thì không phải là ngày nào cũng có công việc để mà mình làm đúng không? Vâng. Có ngày thì người ta thuê, có ngày thì người ta không thuê rồi. Ngày ngày người ta không thuê thì là ba anh em là lên trên rừng để mà lấy củi về để đi bán. Vâng. Là lấy tiền đấy để mà làm tiền sinh hoạt này kia đúng không? Vâng. Thì cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác là yêu quý, giúp đỡ dưới cho gia đình của em Quỳnh. À, gia đình của em Mần. À, Quỳnh đi về rồi à? Quỳnh thì mới đi làm về này cô bác này. Hôm nay thì đi làm ở tận đâu? Đi làm gần thôi. Đi làm gần thôi à? Vâng. À, thế là ăn cơm chưa? Quỳnh ăn cơm chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Hay là bây giờ mới ăn à? Vâng. Vừa rồi thì em anh Minh thì đã ăn trước rồi. Đấy, bảo là ai bận ấy thì là về nhà là ăn cơm trước. Thế là vợ đâu rồi? Vợ đang về sau à? Vợ đã đang về sau à? Vâng. Ồ. Đấy, hai anh em thì ai nấy thì cũng đều là một cái dáng hình rất là gầy còm. Đấy, có lẽ là bây giờ các em đi làm về thì cũng khá là mệt rồi. Cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa để cho em Quỳnh là sẽ tiếp tục là ăn cơm thôi cô bác. Những cái bữa cơm thì rất là đạm bạc cũng như là anh mình ăn cơm cả. Đấy, có lẽ là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Bây giờ mình thì gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bác nhé. Tạm biệt chào tới các ông, các bà và các cô, các chú. Rồi, Quỳnh gửi một lời chào tạm biệt tới các bác cũng như là các ông bà nhé. Quỳnh thì là phải nói là học đến lớp 5 rồi các bác ạ. Là đã phải nghỉ học là ở nhà là phụ bố mẹ rồi. Đấy, tiếng phổ thông là có những câu là còn chưa có biết là sành sỏi cho lắm. Thì rất là mong các bác hiểu cho các em cô bác nhé. Bây giờ thì em gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé.
Em chồng tạm biệt các ông các bà. Rồi.